Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Nội dung trọng tâm bao gồm phân biệt đơn chất, hợp chất, nêu ý nghĩa của công thức hóa học, viết công thức hóa học theo hóa trị, phân biệt hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng, lập phương trình hóa học, chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, tỷ khối của chất khí, tính theo công thức hóa học. Để phân biệt đơn chất, hợp chất, chúng ta dựa vào số nguyên tố hóa học tạo nên chất. Nếu chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học, thì đó là đơn chất. Còn những chất tạo nên từ hai nguyên tố trở lên, gọi là hợp chất. Ví dụ, trong số các chất cho dưới đây, chúng ta có khí nitrogen, kim loại kẽm là đơn chất vì tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Còn hydrochloric acid và calcium carbonate là hợp chất vì tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Ý nghĩa của công thức hóa học. Công thức hóa học sẽ có dạng AX đối với đơn chất hoặc AXBI đối với hợp chất. Trong đó, AB là những ký hiệu hóa học của các nguyên tố tạo nên chất, còn XY gọi là chỉ số, cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Từ công thức hóa học, chúng ta biết được ba ý về chất. Dựa vào ký hiệu hóa học có trong công thức hóa học, chúng ta xác định được nguyên tố tạo ra chất. Từ chỉ số, chúng ta biết số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Và thứ ba là chúng ta sẽ tính được phân tử khối của chất. Ví dụ, từ công thức hóa học của copper trisulfide COSO4, chúng ta biết được các nguyên tố tạo nên chất là copper, sulfur và oxygen. Trong một phân tử có một nguyên tử Cu, một nguyên tử S và bốn nguyên tử O. Phân tử khối COSO4 được tính bằng tổng khối lượng của các nguyên tử có trong phân tử. Dạng bài tiếp theo là viết công thức hóa học theo hóa trị. Với hợp chất có dạng AXBI, gọi A nhỏ là hóa trị của nguyên tố A, B nhỏ là hóa trị của nguyên tố B. Chúng ta có X nhân A bằng Y nhân B. Đây là công thức của quy tắc hóa trị. Để xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Cu và O, chúng ta gọi công thức hóa học cần tìm có dạng CuXOY. Với Cu hóa trị 2, O hóa trị 2, chúng ta có tỷ lệ X chia Y sẽ bằng 2 chia 2, tối giản được 1 chia 1. Như vậy, tương đương với X là 1, tương đương với Y cũng là 1. Nên công thức hóa học của hợp chất là CuO, bởi vì chỉ số 1 thì không ghi. Với hợp chất có dạng FeXNO3Y lần, Fe hóa trị 3, NO3 hóa trị 1, chúng ta có tỷ lệ X chia Y sẽ bằng 1 chia 3. Vậy, công thức cần tìm là FeNO3 3 lần. Chúng ta cũng có thể xác lập nhanh công thức hóa học bằng quy tắc chuyển chéo hóa trị. Với Cu hóa trị 2, O hóa trị 2, 2 chia 2 tối giản được 1 chia 1. Vậy công thức của chúng ta là CuO. Với Fe hóa trị 3, NO3 hóa trị 1, chúng ta có thể chuyển chéo hóa trị của Fe thành chỉ số của nhóm NO3. Còn hóa trị của NO3 là chỉ số của Fe, nên chúng ta có công thức FeNO3 3 lần. Đây chính là cái mẹo để viết nhanh công thức hóa học theo hóa trị. Vận dụng vào bài 3, viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi A, nitrogen hóa trị 4 và oxygen. Công thức sẽ có dạng NXOY, trong đó N hóa trị 4, O hóa trị 2, 4 chia 2 tối giản thành 2 chia 1. Chuyển chéo, chúng ta có công thức NO2.
với Al và Cl. Hợp chất sẽ có dạng AlXCLi, trong đó Al hóa trị 3, Cl hóa trị 1. Chuyển chéo, chúng ta sẽ có công thức AlCl3, trong đó hóa trị của Al trở thành chỉ số của Cl, còn hóa trị của Cl là chỉ số của Al. Tương tự như vậy, với hợp chất tạo bởi K và nhóm OH có dạng KXOHi, trong đó K hóa trị 1, OH hóa trị 1. Vậy công thức của nó là KOH. Hợp chất tạo bởi Na và nhóm CO3 có dạng NaXCO3i. Na hóa trị 1, CO3 hóa trị 2. Chuyển chéo, chúng ta có công thức Na2CO3. Mg và nhóm SO4. Công thức có dạng MgXSO4i. Mg hóa trị 2, SO4 hóa trị 2. Tối giản, chúng ta có tỷ lệ 1 chia 1. Vậy công thức hóa học là MgSO4. Để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học, chúng ta dựa vào sự tạo thành chất mới. Nếu sự biến đổi chất không tạo thành chất mới thì đó là hiện tượng vật lý. Còn có tạo thành chất mới thì đó là hiện tượng hóa học. Vậy với bài 4 này, chúng ta có hiện tượng vật lý ở câu B và câu E vì chất biến đổi nhưng không tạo thành chất mới. Còn hiện tượng hóa học là ACD vì khi chất biến đổi có sinh ra chất mới. Nội dung tiếp theo là định luật bảo toàn khối lượng. Với phản ứng chất A tác dụng với chất B tạo thành chất C và chất D, công thức về khối lượng được viết như sau. Khối lượng chất A cộng khối lượng chất B sẽ bằng khối lượng chất C cộng khối lượng chất D. Bởi vì, theo định luật bảo toàn khối lượng, trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm sẽ bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. Chúng ta vận dụng định luật bảo toàn khối lượng vào bài tập 5. Ở bài tập này, xảy ra phản ứng giữa Fe và O2 tạo thành Fe3O4. Với khối lượng Fe3O4 thu được là 3,48 g và khối lượng Fe tham gia phản ứng là 2,52 g. Yêu cầu thứ nhất, viết công thức về khối lượng. Yêu cầu thứ hai, tính khối lượng O2 đã tham gia phản ứng. Theo định luật bảo toàn khối lượng, chúng ta có công thức về khối lượng được viết như sau. Khối lượng Fe cộng khối lượng O2 sẽ bằng khối lượng Fe3O4. Vậy muốn tìm khối lượng O2, chúng ta sẽ lấy khối lượng Fe3O4 trừ đi khối lượng Fe. Lập phương trình hóa học. Cần nhớ, phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp, sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai bên đều bằng nhau. Như vậy, để cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng, chúng ta có mẹo nhỏ sau. Đối với phản ứng có hai nguyên tố, cân bằng nguyên tố có số nguyên tử nhiều hơn trước. Còn đối với phản ứng có ba nguyên tố trở lên, chúng ta sẽ cân bằng theo thứ tự kim loại, nhóm nguyên tử, phi kim, khác H và O, sau đó tới H và cuối cùng là O. Vận dụng vào bài tập 6, chọn hệ số thích hợp để hoàn thành các phương trình hóa học sau. Để đếm số nguyên tử, các em cần nhớ số nguyên tử sẽ bằng chỉ số nhân với hệ số. Chỉ số không ghi là 1, hệ số không ghi cũng là 1. Với phương trình đầu tiên, Fe tác dụng với O2 tạo thành Fe3O4. Số nguyên tử Fe trước phản ứng là 1, số nguyên tử Fe sau phản ứng là 3. Với O, trước phản ứng có 2 nguyên tử O. Sau phản ứng có 4 nguyên tử O, số nguyên tử O nhiều hơn nên chúng ta cân bằng O trước. Bằng cách đặt hệ số 2 trước O2, chúng ta có 4 nguyên tử O trước phản ứng bằng với số nguyên tử O sau phản ứng cũng là 4. Tiếp theo sẽ đặt hệ số 3 trước Fe. Như vậy trước và sau phản ứng chúng ta đều có 3 nguyên tử Fe và 4 nguyên tử O, phương trình đã cân bằng. Phản ứng thứ hai có hai nguyên tố Al và Cl. Chúng ta cân bằng bằng cách đặt hệ số 2 trước AlCl3 để làm chẵn số nguyên tử Cl.
và đặt hệ số 3 trước Cl2 để trước và sau phản ứng đều có 6 nguyên tử Cl. Tiếp tục thêm hệ số 2 trước Al là cân bằng xong. Phương trình thứ 3, trước phản ứng và sau phản ứng đều có một nguyên tử Mg. Trước và sau phản ứng đều có một nhóm SO4 và có hai nguyên tử H, phương trình đã cân bằng. Phương trình thứ 4, thêm hệ số 2 trước KClO3, hệ số 3 trước O2 và hệ số 2 trước KCl. Phương trình thứ 5, số nguyên tử H chưa cân bằng, do đó chúng ta nhân hệ số 2 trước NaOH, thêm hệ số 2 trước H2O và hệ số 2 trước Na, phương trình đã cân bằng. Tiếp theo, CH4 tác dụng với O2 tạo thành CO2 và H2O. Số nguyên tử C đã cân bằng. Số nguyên tử H trước có 4, sau có 2, nên đặt hệ số 2 trước H2O. Lúc này sau phản ứng có 4 nguyên tử O, nên thêm hệ số 2 trước O2. Phương trình đã cân bằng. AgNO3 tác dụng với NaCl tạo thành NaNO3 và AgCl. Ở phản ứng này, trước và sau phản ứng đều có một nguyên tử Ag, một nhóm NO3, một nguyên tử Na và một nguyên tử Cl. Phương trình đã cân bằng. Phương trình cuối. Trước phản ứng có một nguyên tử Ca, sau phản ứng có 3 nguyên tử Ca, nên đặt hệ số 3 trước CaOH 2 lần. Trước và sau phản ứng đều có 2 nguyên tử B. Trước phản ứng có 6 nguyên tử H, nên thêm hệ số 3 trước H2O. Trước và sau phản ứng đều có 11 nguyên tử O, phương trình đã cân bằng. Tiếp theo là tính toán trong hóa học để chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Các em cần nhớ khối lượng chất ký hiệu là m nhỏ, đơn vị là gam. Thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn ký hiệu là V, đơn vị là lít. Còn lượng chất hay còn gọi là số mol, ký hiệu là n nhỏ, đơn vị là mol. Từ khối lượng muốn tìm số mol, chúng ta sử dụng công thức số mol bằng khối lượng chia cho khối lượng mol. Từ thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn muốn tìm số mol, chúng ta dùng công thức số mol bằng thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn chia cho 24,79. Từ số mol chúng ta cũng có thể tìm được khối lượng chất theo công thức khối lượng chất bằng số mol nhân khối lượng mol. Từ số mol tìm thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn bằng công thức V bằng N nhân cho 24,79. Lần lượt vận dụng các công thức này để tính số mol, tính khối lượng và tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn. Bài 1. Tính số mol của 5,52 gam Na và 61,975 lít khí CH4 ở điều kiện chuẩn. Với yêu cầu đầu tiên, chúng ta có khối lượng Na nên sẽ sử dụng công thức số mol bằng khối lượng chất chia khối lượng mol để tìm số mol Na. Yêu cầu thứ hai, đề cho 61,975 lít khí CH4, tức là cho thể tích CH4 ở điều kiện chuẩn, nên chúng ta sử dụng công thức số mol bằng thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn chia cho 24,79 để tìm số mol của CH4. Để tính khối lượng của 0,125 mol FeS, chúng ta biết khối lượng chất sẽ bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Khối lượng mol FeS bằng 56 cộng 32. Khối lượng FeS sẽ bằng số mol FeS nhân khối lượng mol FeS. Với câu B, 4,958 lít khí Cl2 ở điều kiện chuẩn, chúng ta sẽ tìm được số mol Cl2 theo công thức số mol bằng thể tích chia cho 24,79. Khối lượng mol Cl2 và khối lượng Cl2 sẽ bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn sẽ bằng số mol nhân cho 24,79. Vậy nên, thể tích của 0,3 mol khí SO2 sẽ bằng
số mol SO2 nhân 24,79. Với câu B, để tính thể tích của 0,68 gam khí NH3, chúng ta cần có số mol của NH3. Mà số mol thì sẽ bằng khối lượng chia cho khối lượng mol. Với khối lượng mol của NH3 bằng 1 nhân 14 cộng 3 nhân 1. Số mol NH3 sẽ bằng M nhỏ chia cho M lớn. Thể tích NH3 bằng số mol NH3 nhân cho 24,79. Để so sánh sự nặng nhẹ giữa các chất khí, người ta sẽ dựa vào tỷ khối của chất khí. Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B, người ta tính tỷ khối của khí A đối với khí B. DA trên B sẽ bằng khối lượng mol của A chia khối lượng mol của B. Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn so với không khí, người ta sẽ tính tỷ khối của khí A đối với không khí theo công thức D nhỏ A trên không khí bằng khối lượng mol của A chia cho 29. Vậy nên, để biết khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần, thì chúng ta sẽ tính tỷ khối của N2 đối với H2. Và để biết khí CO nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần, thì chúng ta sẽ tính tỷ khối của CO đối với không khí. Tính theo công thức hóa học, có hai dạng. Dạng thứ nhất, từ công thức hóa học, xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố. Với các bước, tính khối lượng mol của hợp chất, xác định số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất, và từ đó xác định được thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất. Ví dụ, tìm thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hóa học có trong hợp chất Fe2O3. Chúng ta có khối lượng mol của Fe2O3. Cách tính giống như tính phân tử khối. Trong một mol Fe2O3 có 2 mol Fe, 3 mol O, nên phần trăm theo khối lượng của nguyên tố Fe sẽ bằng 2 x 56 x 100 chia cho 160. Còn phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O sẽ là 3 x 16 x 100 chia cho 160. Sau khi đã củng cố kiến thức trọng tâm, các em hãy luyện tập với các dạng sau. Chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp để hoàn thành các phương trình hóa học. Câu 2. Xác định đơn chất, hợp chất. Viết công thức hóa học theo hóa trị và lập phương trình hóa học. Câu 3. Xác định hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học. Dựa theo tỷ khối của chất khí, xác định cách thu khí và giải thích. Câu 4. Nêu ý nghĩa của công thức hóa học, tính thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố có trong hợp chất. Câu 5. Lập phương trình hóa học, viết công thức về khối lượng, tính khối lượng và thể tích khí. Chúc các em ôn tập tốt!